Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Và video lần trước em giới thiệu qua các bác biết một mẫu dòng Touring của thương hiệu Mỹ, dòng Trek. Thì riêng dòng Trek này thì không còn gì đối với các bác dòng xe đạp xe thể thao lâu năm nữa rồi. Đây là một thương hiệu ông lớn trong dòng xe thể thao về địa hình và Touring rất là cao cấp. Thì lần trước thì em có về một chiếc Trek 7.1 Series. Thì hôm nay em về một chiếc cao cấp hơn, đấy là dòng Trek Series 7.3. Và lần này chiếc xe Trek là rất là đẹp đó nhá. Và hầu hết các bác là chỉ được nhìn thấy cái dòng Trek Series 7.3 này trên những dòng xe Nhật bãi, xe cũ. Thì xe nó còn độ mới, nó còn rất là bị trầy xước. Nhưng lần này em về một chiếc còn rất là đẹp, đẹp long lanh các nhá. Trên 90% luôn, và rất là hiếm được em về một chiếc dòng Trek 7.3 mà được đẹp như vậy. Với cái tông màu trắng là tông màu chủ đạo, rất là nổi bật đó nhá. Giữ được cái một lớp sơn mà nguyên bản theo xe thì rất là khó. Đây là một dòng xe Trek Touring cao cấp của thương hiệu Mỹ mà lâu lắm rồi em về một chiếc cao dòng 7.3 Series mà còn được đẹp như vậy, rất là hiếm có. Thì hôm nay em xin vào giá tổng thể chi tiết chiếc xe dòng Touring Trek hiệu Mỹ. Vâng, với cái dòng Trek Series 7 FX7.3 thì đây là một mẫu dòng cao cấp của dòng Touring thương hiệu Mỹ, rất là nổi tiếng, không còn gì xa lạ đối với bác rồi. Thì hôm trước thì em có về một chiếc dòng Series FX7.1 mà được rất nhiều các bác quan tâm, mà xe bên em về chỉ có một chiếc thôi. Và đây là chiếc thứ hai dòng cao cấp hơn dòng Series 7.3. Đấy, thì mang về một chiếc đây. Và cái độ mới của nó là em đánh giá là trên 90%. Tức là dòng xe này rất là ít có để mà có một chiếc xe mà lớp sơn rất là đẹp mà nó tông nguyên bản của nó. Hầu hết những dòng FX7 trên 7.3 này thì hầu hết là lớp sơn của nó rất là cũ rồi, xước sát những cái dòng Nhật bãi. Thì đây là một chiếc em về hiếm về là một chiếc 7.3 mà còn nguyên bản trong xe đây. Bác đánh giá lớp sơn nó rất đẹp nhá, rất là cao cấp và thương hiệu Mỹ. Thì đây là một dòng Touring đi rất là ổn định cho những bác dòng đạp xe thể thao dã ngoại hay là đi xe đạp thể thao nhẹ nhàng. Xe làm từ hợp kim nhôm aluminium, hợp kim nhôm aluminium. Ở trên khung xe thì có series đời của xe 7.3. Có biểu tượng của dòng series Trek này là có biểu tượng hình chiếc khiêng model FX7.thơ. Đây là một mẫu dòng Touring cao cấp của thương hiệu Mỹ mà bên em được về. Rất là hiếm có là mua được một chiếc xe mà cái dòng nước sơn của nó đẹp như vậy. Có thể rõ cái lớp sơn rất là bóng và sáng. Đấy. Đây là lớp sơn nguyên bản của nó bác nhá. Nguyên bản theo xe cái lớp sơn của nó. Thì giữ cái dòng xe dòng Trek này thì là rất nhiều cái dòng xe Trek các bác biết thì làm từ hợp kim aluminium. Thì riêng cái dòng Trek đời series 7.3 này với cái bộ khung làm từ aluminium, đầu gold AL, tức là một loại hợp kim nhẹ dành cho những dòng cao cấp của dòng Trek đấy. Đây gold đây. Chất lượng cao cấp chuyên dành cho những dòng xe đời cao của dòng Trek thương hiệu Mỹ Epic Series. Đây là thông số mã vạch của tem chính hãng của xe. Xe có size là 17.5, tức là size 44.5 đây, chiều cao đứng. Tức là size của tầm 45-46, tức là một mắc cao từ 1m6 đến trên 1m7 đi vừa. Trên khung xe thì có hiện lên cái hình này. Chiếc khiêng biểu tượng của dòng Trek đây, logo biểu tượng. Còn đây là năm sản xuất ra đời của thương hiệu Trek là 151976. Có thấy rõ một cái dòng nước, một dòng thương hiệu Trek mà giữ được một cái lớp sơn nguyên bản còn đẹp như này rất là khó về, rất là hiếm. Và những cái video lần trước thì em có giới thiệu qua các biết thì riêng dòng Trek này thì đặc biệt là những cái dòng Trek thương hiệu Trek đều tất cả các linh phụ kiện của nó hầu hết là được đặc quyền của những cái dòng xe thương hiệu hãng chuyên linh phụ kiện của Bontrager, rất là cao cấp đến từ thương hiệu Mỹ. Đây nguyên bản theo xe, Trek là đi đôi gắn liền với những thương hiệu Bontrager rồi, không thể không còn gì là bàn cãi. Đây là cổ phốt ghi đông chính hãng của Bontrager, còn rất là mới luôn. Các bác có thấy lớp sơn của cái ghi đông xe đây. Và điều đặc biệt, cái người chủ cũ của dòng series Trek 7.3 này lương cấp thêm với cái cặp tay lái của dòng Identify, dòng tay lóng cao su silicon dạng đúc trong suốt
của Ý. Đây. Rất là cao cấp các bác nhá. Đây là cái bắn cao su còn rất là êm, trong suốt luôn, các bác nhìn rõ ấy. Đây đóng này rất là bền bỉ, trong thời gian các bác đi suốt đời luôn. Cái bàn bàn để tay lắm của nó các bác ơi. Đây là một thương hiệu Identify của thương hiệu Ý về dòng tay lắm, rất là cao cấp luôn, được người chủ cũ là trang bị thêm cho xe. Và xe vẫn được sử dụng với bộ Shimano cao cấp 9 tầng lip, chính hãng của Shimano, rất là mới. Nguyên bản theo xe chính hãng. Ghi đông chính hãng của Bontrager. Bên tay phải em được sử dụng với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano. Ở dưới tay lắm đây là có thông số của cái dòng thương hiệu của xe đây. Của tay lắm xe này rất là cao cấp nhá. Đây là dòng Identify của dòng tay lắm thương hiệu Ý. Của silicone rất là cao cấp. Và đằng trước khung xe thì được biểu tượng với khắc laser lỗi CNC đúc khối nguyên khối làm thợ kim nhôm, biểu tượng hình chiếc khiêng. Đấy. Rất là mới luôn. Cái lưỡi sườn mừng rất là đẹp các bác nhá. Hiếm có là một cái xe dòng Czech Alpha Seri 7.3 mà được mới như vậy. Xe sử dụng với cặp Mayer của chính hãng Shimano. Mayer nguyên cặp. Và vành cũng là vành của dòng xe của Bontrager luôn. Vành chính hãng của Bontrager. Đây các bác nhìn rõ ấy. Vành nhôm, nhôm hai lớp. Dòng Lebula. Nguyên bản chính hãng theo xe. Rất là cao cấp. Và điều đặc biệt nữa là vẫn còn nguyên giá trị của cặp lốp của Bontrager nguyên bản theo xe. Rất là mới luôn các bác nhá. Đây. Đường rãnh lốp vẫn còn rất là sâu. Lốp rất là mới. Em đi tiếp bên dưới khung xe. Khung xe đây. Đây là mã seri vạch chính hãng của thương hiệu Mỹ Trách. Chính hãng. Đấy. Nguyên bản theo xe. Đây nó có cái thương hiệu website của nó bên trên đây. Website chính hãng các bác thể lên trên mạng tham khảo thêm về cái dòng Trách seri 7.3. Thương hiệu Mỹ rất là cao cấp. Và đi cùng với đó là cặp vế cọc yên chính hãng của Bontrager. Cọc yên chính hãng của Bontrager nguyên bản theo xe luôn. Cọc yên nhôm còn rất là mới. Rất sáng và mới luôn. Yên xe cũng giữ là bộ nguyên bản của Bontrager. Cũng có tông màu xanh đen. Nguyên bản theo xe chưa có một xước sát thì ảnh hưởng đến xe cả. Vâng, trang bị với bộ đùi đĩa chính hãng của Shimano. Đùi đĩa nhôm rất sáng và bóng, đùi đĩa của Shimano. Với cặp bê đan xanh đi cùng với cái tông màu của xe. Xanh trắng, được người chủ cũ cũng thay thế vào cái cặp bê đan xanh trắng này. Rất hợp với cái tông màu của xe. Gạt đĩa Shimano Acera. Đằng sau xe sử dụng với củ đề Shimano Alivio. Trang bị với 9 tầng lip của chính hãng Shimano. Lip xích và còn rất là mới. Đây các bác chỉ nhìn rõ cái gạt đĩa bên trong em quay cho bác xem. Xe rất ít đi. Chủ cũ rất là giữ gìn xe đâu mà xe còn gần như là nguyên bản và rất là mới nhá. Đây gạt đĩa của nó cũng thông suốt nên rất là ít xe được ít sử dụng. Vâng, mà phía bên đây trái em là cái bộ chân chống nguyên bản theo xe. Chân chống giữa bác nhá. Đây là bộ chân chống giữa này. Chân chống giữa của theo xe luôn này. Đấy, chân chống giá đỡ của chân chống giữa rất là cao cấp của xe Trách nguyên bản luôn. Đằng sau xe được sử dụng với cặp Mayer chính hãng của Shimano. Và vành cũng là vành nguyên bản theo xe của Bontrager. Vành nhôm hai lớp Bontrager. Cặp lốp còn nguyên bản theo xe cũng là Bontrager luôn. Rất là cao cấp, một đời xe dòng Seri Trách 7.3 mà còn đẹp như này rất là hiếm về bên em.
Và bây giờ xin vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Lên líp em. Xe được trang bị với 9 tầng líp chính hãng của Shimano. Nguyên bản theo xe. Đấy, chuyển động rất là mượt mà các bác nhá. Xuống líp. Đây là một dòng Seri chất 7.3. Rất là mới, rất là hiếm về bên em. Bên phải em là 3 tầng đĩa, đùi đĩa của Shimano chính hãng. Xuống đĩa này. Lên đĩa. Và tổng có thể xe rất là đẹp các nhá. Trên 90%. Các bác chỉ thường thấy rõ dòng Seri Check 7.3 bên Nhật bãi. Rất là cũ, nhưng bên em về một chiếc xe rất là đẹp. Và xe giá rất tốt bên em là chỉ có 9.500.000. Bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Một hẹn các bác vào trưa ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.